Chào mừng các bạn khán giả thân yêu đã quay trở lại với kênh Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Chắc hẳn bạn đã không còn xa lạ với câu nói này đúng không nào? Nhiều người còn coi đây là chân lý sống và họ không ngừng thực hiện điều này mỗi ngày đấy các bạn ạ. Họ sẵn sàng dành những điều quý giá của mình cho mọi người xung quanh. Họ hào phóng ban tặng cả tiền bạc, thời gian và mồ hôi công sức của mình cho người khác mà không hề mảy may tiếc nuối, cũng không mong được đáp trả. Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông trùm kinh doanh Nhật Bản Inamori Kazuo thì tinh thần cho đi không phải lúc nào cũng đáng quý. Thậm chí, có những điều mà bạn càng hào phóng cho đi thì sẽ càng khiến bạn trở nên nghèo khó bần hàn lúc nào không hay. Vậy đâu là những điều mà bạn tuyệt đối không nên hào phóng quá mức? Người giàu có thường ích kỷ trên những phương diện nào? Và vì sao điều đó lại giúp họ thành công vượt bậc? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chúng ta hãy cùng bắt đầu ngay thôi! Bạn thân mến, Inamori Kazuo là nhà kinh doanh đồng thời là người sáng lập hãng Kyocera Nhật Bản. Ông là cựu giám đốc điều hành của hãng hàng không Japan Airlines và đã cứu hãng hàng không này khi đang đứng trên bờ vực phá sản. Năm 27 tuổi, ông bắt đầu lập ra công ty Kyocera. Chỉ trong vòng 10 năm đã biến Kyocera từ một phân xưởng nhỏ vượt lên đứng top 500 trên thế giới. Năm 50 tuổi, ông bắt tay vào lĩnh vực công nghệ mà trước nay ông chưa từng làm, bắt đầu lập nên tập đoàn viễn thông thứ hai, đồng thời cũng đưa tập đoàn vượt lên top 500 thế giới. Inamori Kazuo cảm thấy cuộc sống bản thân đã đủ viên mãn, bèn bỏ lại mọi thứ đi làm một hòa thượng. Mỗi ngày tụng kinh gõ mõ sống bình yên qua ngày. Sau đó, ông lại được chính phủ mời xuống núi, cứu vãn tình hình hãng hàng không Nhật Bản đang trên bờ vực phá sản. Sau 424 ngày, Inamori Kazuo hỗ trợ cho hãng hàng không Nhật Bản. Kỳ tích cũng đã xuất hiện. Hãng hàng không Nhật Bản từ thua lỗ hơn 180 tỷ, lật ngược tình thế, kiếm được 188,4 tỷ, giành lại vị trí top 500 thế giới. Kỳ tài trong giới kinh doanh như thế, trên thế giới chẳng có mấy người, vậy có phải ông chính là người có tài năng bẩm sinh, có môi trường phát triển rất tốt không? Hoàn toàn không phải. Inamori Kazuo không phải là phú nhị đại. Hơn nữa, xuất thân của ông có thể coi là kém hơn đa số chúng ta. Lúc nhỏ, nhà ông có 7 anh chị em, cơ bản là cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, học hành cũng chẳng ra sao. Sau khi đi làm thì cuộc sống cũng bình thường, bị mọi người xung quanh xem thường. Để có được thành tựu như ngày hôm nay, hoàn toàn do chính ông tự tìm tòi học hỏi mà có được. Sau khi trải qua cả cuộc sống nghèo khó lẫn cuộc sống giàu sang, Inamori Kazuo cũng có sự hiểu biết nhất định đối với người nghèo và người giàu. Ông đã tổng kết ra việc người nghèo rất lãng phí trên 4 phương diện này. Thứ đầu tiên không nên hào phóng là thời gian. Người xưa nói rằng thời gian là vàng là bạc, nhưng đối với người nghèo, thời gian lại trở thành thứ vô dụng nhất. Họ thường cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, luôn muốn tìm đến những thú vui để giết thời gian. Chẳng hạn như từ sáng đến tối cùng bạn bè ăn uống chơi bời, cày phim, đánh bài, vân vân. Về cơ bản đều là những chuyện vô nghĩa, nhưng họ lại cho rằng mình đang hưởng thụ cuộc sống, đang tận hưởng hôm nay mặc kệ ngày mai, xem có vẻ như đang giải tỏa, thật ra là vô cùng lãng phí. Nếu như có thể dành thời gian đó để đọc sách hoặc là học một kỹ năng mới, họ chắc chắn có thể nâng cao sức cạnh tranh, đặt nền móng cho sự phát triển sau này của mình. Nhưng tư duy của người nghèo vốn như thế, càng trẻ tuổi lại càng cảm thấy thời gian của bản thân dư dả. Nhưng tư duy của người giàu lại hoàn toàn trái ngược. Người giàu nhất châu Á Lý Gia Thành là người vô cùng quý trọng thời gian. Lý Gia Thành hàng ngày thức dậy lúc 6 giờ sáng, dành ra 1 tiếng rưỡi để tập thể dục, sau đó mới bắt tay vào công việc. Buổi trưa ông không ngủ, buồn ngủ thì uống chút cà phê để tiếp tục làm việc. Tối đến nhất quyết phải đọc vài trang sách mới đi ngủ. Bây giờ ông đã 92 tuổi nhưng vẫn duy trì quy tắc sống như vậy. Hàng ngày đều bận rộn với công việc. Điều đáng sợ nhất trên thế giới là những người giỏi hơn bạn lại làm việc chăm chỉ hơn bạn. Sự thật này rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm. Thứ hai, tuyệt đối đừng hào phóng vung tiền. Tiền cần phải tiêu đúng chỗ và tiêu cho đúng người. Trong cuộc sống sẽ có những lúc bạn đi ra ngoài ăn uống, chơi bời với bạn bè. Nhiều người thích giữ thể diện nên thường tranh trả tiền lúc thanh toán. Một số người có điều kiện khá giả thường xuyên làm vậy trong một thời gian dài, khiến cho những người khác coi đó là lẽ đương nhiên. Bạn tiêu càng nhiều tiền, người khác càng cảm thấy bạn rất giàu có nên chút xíu tiền này chẳng thấm vào đâu. Rồi đến khi bạn hết tiền, không còn khả năng chi trả cho họ nữa thì mọi chuyện lại khác. Lúc này họ sẽ nghĩ rằng bạn không còn chu đáo với họ, thậm chí là coi thường họ mà chẳng ai buồn nhớ tới trước đây bạn đã hào phóng đến mức nào. Và thế là họ càng ngày càng xa cách bạn. Người ta có thể tiêu rất nhiều tiền, nhưng cần phải tiêu đúng chỗ và tiêu cho đúng người. Cứ luôn thể hiện mình hào phóng, đôi khi sẽ khiến người ta coi bạn là kẻ ngốc và không ngừng lợi dụng bạn mà thôi. Thứ ba, không thể lúc nào cũng hào phóng đáp ứng người khác. Càng ngại từ chối thì người ta càng mặc kệ cảm xúc của bạn, càng nhượng bộ thì người ta càng đường nước lấn tới.
giữa người với người không thể tránh khỏi những lúc phải nhờ vả lẫn nhau. Khi bạn khốn khó, cần tôi giúp đỡ, sau này tôi gặp trục trặc cũng sẽ cầu cứu bạn, đó là chuyện thường tình. Tuy nhiên, có một số người mặc dù rất bận rộn hoặc khả năng có hạn, nhưng vì sĩ diện, vì ngại nên luôn không biết cách từ chối người khác. Kết quả là dẫu cho trong lòng họ rất khó chịu thì cũng đành không tình chẳng nguyện mà đi giúp đỡ người ta. Và đã có lần một thì ắt có lần hai, lần ba. Cứ như vậy, bạn bất đắc dĩ trở thành công cụ đắc lực cho họ mà không cách nào thoát ra được. Người ta sẽ nhớ ngay ra bạn khi khó khăn, nhưng lúc vui vẻ thì chưa chắc đã nghĩ đến bạn đâu. Hãy nhớ rằng bạn càng ngại từ chối thì người ta càng mặc kệ cảm xúc của bạn. Bạn càng nhượng bộ thì người ta càng được nước lấn tới. Bạn nên làm một người tốt, nhưng đừng làm một người tốt quá đà. Đôi khi học cách từ chối cũng là một kỹ năng cần thiết để giúp bạn được tôn trọng hơn trong cuộc sống. Thứ tư, đừng hào phóng hứa hẹn khi không làm được. Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân luôn nói, lời hứa đáng giá ngàn vàng. Nhiều người thường đem lời hứa hẹn đặt trên chót lưỡi đầu môi, luôn rộng rãi bàn phát khắp mọi nơi mà chẳng cần biết liệu mình có thực hiện được hay không. Họ chẳng qua chỉ muốn xoa dịu người khác trong chốc lát mà thôi, chứ bản thân thì chẳng thèm để ý tới những gì đã xảy ra. Những người kiểu này ban đầu có thể nhận được sự hoan nghênh của đám đông vì luôn nhiệt tình, xông xáo trong mọi chuyện. Tuy nhiên, việc cứ mãi nhận được toàn lời hứa suông khiến cho những người xung quanh cảm thấy mất lòng tin, thậm chí là chán ghét dần đều. Và rồi họ cứ từ từ tách ra, cuối cùng là mối quan hệ giữa hai bên đương nhiên sẽ chẳng đi đến đâu rồi. Trước khi hứa hẹn điều gì đó, hãy nghĩ thật kỹ xem liệu mình có thể làm được hay không. Có chịu được trách nhiệm với lời nói của bản thân hay không? Đừng vì thể hiện hay muốn úi xùi cho qua mà tùy tiện hứa bừa. Bất kể với ai, hãy giữ lấy chữ tín, bởi không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân luôn nói, lời hứa đáng giá ngàn vàng đâu. Các bạn thân mến, đừng giữ guồng quay cuộc sống bộn bề lo toan. Chắc hẳn sẽ có nhiều lúc bạn cảm thấy mệt mỏi và chán nản đúng không nào? Nhiều người còn than vãn rằng đối với họ, một cuộc sống giản dị, êm đềm còn là điều quá khó khăn, chứ đừng nói đến việc trở nên thành công hay vĩ đại. Tuy nhiên, suy nghĩ này sẽ làm giới hạn nguồn năng lượng hạnh phúc của bạn đấy. Và nếu bạn không sớm thay đổi, thì giấc mơ giàu có sẽ ngày càng xa vời. Hệt như số tiền bạn đang dùng để thanh toán hóa đơn hàng tháng vậy, một đi không trở lại. Vậy bạn có muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, dù cho số tiền mình kiếm được là bao nhiêu đi chăng nữa? Bạn có muốn bản thân mình ngày càng hoàn thiện, mỗi ngày đều sống thật sự vui vẻ hay không? Bạn đã sẵn sàng để chinh phục chặng đường thành công và giàu có với một tâm thái hạnh phúc hay chưa? Hãy cùng Bí Quyết Thành Công tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình này nhé! Nguyên tắc thứ nhất, hãy tìm cho mình một người bạn tri âm tri kỷ. Khi được chia sẻ, niềm vui sẽ nhân đôi, còn nỗi buồn vơi đi một nửa. Ắt hẳn bạn đã quá quen với câu nói này. Vì thế hãy chọn cho mình ít nhất một người tri âm tri kỷ trong số những người mà bạn gặp hàng ngày. Việc chia sẻ mọi thứ vui buồn trên đời sẽ giúp bạn giải tỏa những khúc mắc trong lòng. Bên cạnh đó, người bạn tri kỷ sẽ luôn quan tâm, động viên bạn mỗi khi gặp chuyện buồn. Ngược lại, đừng quên đối xử với người ta như họ đã làm cho mình nhé. Có như thế tình bạn mới lâu bền được. Thứ hai, hãy tập suy nghĩ lạc quan. Có thể bạn đã gặp nhiều khó khăn trắc trở nên bạn nhìn đâu cũng thấy màu xám. Hãy tập cho mình một lối suy nghĩ thiên về màu hồng để bạn cân bằng được trạng thái tinh thần của mình. Đôi khi chỉ cần nghĩ thế và quyết tâm đạt được mục tiêu thì bạn sẽ thành công. Ngược lại, nếu cứ nói, tôi sợ không làm được, tôi sẽ thất bại, thì bạn đã nắm chắc thất bại 50% rồi. Chẳng hạn bạn thử tưởng tượng xem, có nhà tuyển dụng nào muốn tuyển một ứng viên luôn tự ti, nhút nhát và mặc cảm không? Nếu không thể tự mình suy nghĩ lạc quan, bạn có thể làm quen và trò chuyện với những người vui vẻ, học hỏi ở họ khiếu hài hước. Trong trường hợp này, bạn bè sẽ giúp được mình nhiều đấy. Thứ ba, biết nhìn xa trông rộng và đặt từng mục tiêu nhỏ. Bạn có thể đặt bất kỳ mục tiêu nào cho cuộc đời mình như mua nhà, xe hơi, cưới vợ, lấy chồng. Tuy nhiên hiện giờ mới ra trường và chưa có việc làm, bạn hãy đặt cho mình một mục tiêu nhỏ và xem đó như là nấc thang để tiến đến mục tiêu lớn hơn. Khi gặp khó khăn trong công việc, cuộc sống, đừng để những vấn đề nhỏ nhặt ấy làm bạn chùn bước, nhất là khi gặp trắc trở chuyện tình cảm. Hãy nhớ rằng mình còn mục tiêu công danh sự nghiệp lớn lao hơn, vì thế việc kết hôn có thể trễ một chút cũng chẳng thành vấn đề. Thứ tư, hãy rộng lượng hơn với mọi người và tha thứ cho chính mình. Mỗi khi ai đó xúc phạm hoặc nói xấu sau lưng khiến bạn cảm thấy bất an, bực tức, bạn hãy nghĩ rằng mình không thèm chấp nhận và tha thứ cho họ. Khi làm được như vậy, lòng bạn sẽ nhẹ nhõm hơn và bớt buồn giận. Đó là cách tự giải thoát cho bản thân hơn là suốt ngày nghe ngóng xem thiên hạ bàn tán gì về mình. Thường những người hay để ý đến lời kẻ khác thì cũng khó tha thứ cho lỗi lầm của chính mình. Có những lúc bạn nghĩ về quá khứ và không tha thứ cho một hành động dại dột nào đó mình đã làm, rồi bạn cảm thấy bất an, cắn rứt. Vấn đề này hay gặp nhất là ở phụ nữ. Bạn hãy nhớ rằng trong quá khứ, ai cũng ít nhất một lần phạm sai lầm, thậm chí là nghiêm trọng. Nhưng thông thường sai lầm trong quá khứ không thể sửa được. Vậy nên thay vì ngồi oán trách bản thân, bạn hãy tập tha thứ cho chính mình, rồi cố gắng không phạm phải sai lầm trước đây nữa.
như thế lòng bạn sẽ thanh thản hơn rất nhiều. Thứ năm, hãy thể hiện thái độ biết ơn và yêu thương người khác thật lòng. Bạn thấy một người hành khất quỳ dưới chân mình, bạn có thể xua đuổi không cho họ tiền, đó là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu bạn mở lòng và cho người đó vài đồng bạc lẻ, bạn sẽ cảm nhận được niềm vui của việc cho và nhận khi giúp đỡ người khác. Đừng tiếc lời cảm ơn đối với người đã giúp đỡ chúng ta việc này, việc khác. Đôi khi là một người bạn dắt dùm mình chiếc xe, lấy dùm một tờ giấy hay nhặt dùm mình chiếc áo. Những lời cảm ơn kèm theo một nụ cười tươi tắn sẽ giúp chúng ta trở nên thân tình và vui vẻ hơn với nhau. Thứ 6, hãy bớt chút thời gian để hưởng thụ. Hưởng thụ có thể là tự thưởng cho mình một chuyến nghỉ dưỡng ở một khu du lịch hoặc đôi khi chỉ đơn giản là một suất massage toàn thân, một tách cà phê ở nơi yên tĩnh. Điều đó sẽ giúp bạn vơi đi phần nào lo toan, vướng bận hoặc giải tỏa căng thẳng, uể oải sau một ngày làm việc, học hành. Thứ 7, hãy đảm bảo rằng bạn đang chăm sóc cơ thể mình tốt. Bạn soi gương xem dạo này đôi mắt có thâm quầng hơn trước, da rẻ có sần sùi hơn không? Nếu câu trả lời là có thì bạn cần xem lại trách nhiệm của mình đối với cơ thể. Không ai chăm sóc mình tốt bằng bản thân mình và vì sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả nên bạn đừng quên ăn uống đầy đủ, vận động đều đặn để cơ thể được khỏe mạnh cân đối. Có như thế tinh thần mới minh mẫn và an lạc được. Thứ 8, hãy loại bỏ dần những thói quen xấu. Đêm nào bạn cũng thức đến 12 giờ khuya mới đi ngủ nên mặt nổi đầy mụn và mắt thâm quầng, da đen sạm đi. Bạn biết đó là thói quen xấu nhưng không thể bỏ được. Hãy nghĩ rằng chỉ cần mình lên giường nằm và nhắm mắt sớm hơn thì sáng mai thức dậy mình sẽ tỉnh táo hơn, không có mụn và mắt không thâm quầng thì bạn sẽ có động lực để đi ngủ sớm hơn. Tất nhiên thói quen xấu không dễ bỏ nhưng hãy tập dần dần. Chẳng hạn thay vì ngủ lúc 12 giờ đêm, bạn chuyển dần thành 11 giờ 30 rồi 11 giờ. Bên cạnh đó tập cho mình thói quen ăn uống, sinh hoạt, tập thể dục điều độ sẽ giúp bạn trở nên một con người mới, lạc quan và yêu đời hơn. Các bạn thân mến, người nghèo thường hào phóng trên 4 phương diện này, không thay đổi sớm thì còn mãi kém cỏi. Thứ đầu tiên không nên hào phóng là thời gian. Thứ hai, tuyệt đối đừng hào phóng vung tiền. Thứ ba, không thể lúc nào cũng hào phóng đáp ứng người khác. Thứ tư, đừng hào phóng hứa hẹn khi không làm được. Các bạn tuyệt đối đừng hào phóng 4 điều này, kiểu ước mơ giàu có ngày càng trở nên xa vời nhé. Có bí quyết, ắt sẽ thành công.